Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Jack Hammer Nguyễn về vụ xâm phạm cờ vàng tại Úc, sản phẩm què quặt của nền giáo dục cộng sản. Thông tin từ cộng đồng Việt Nam tại Úc cho biết một du học sinh từ Việt Nam tên là Dương Đức Thịnh đã giật lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng Việt Nam tại một nơi công cộng thuộc thành phố Sydney, đạp lên rồi lớn tiếng mắng những người Việt treo lá cờ này là bọn phản động. Cộng đồng người Úc gốc Việt đã phản ứng mạnh mẽ. Dương Đức Thịnh bị cảnh sát bắt về đồ. Trường trung học nơi cậu ta đang học ra lệnh cấm cậu ta đến trường trong một thời gian. Khả năng cậu ta bị trục xuất về Việt Nam là rất lớn với tội xâm phạm tài sản người khác. Dương Đức Thịnh là một thanh niên, chắc chắn thuộc gia đình có tiền, có của mới được đi du học tại Úc. Chắc chắn cậu ta không thuộc nhóm người Việt ở những vùng sâu vùng xa đến nỗi không biết rằng lá cờ vàng là một biểu tượng thiêng liêng của một cộng đồng có cùng tiếng nói với cậu ta. Anh ta biết lá cờ đó thiêng liêng với một cộng đồng và vì biết cho nên cậu ta cố tình chà đạp lên nó. Dù biết hay không biết thì Dương Đức Thịnh chính là kết quả của nền giáo dục què quặt của chế độ Cộng sản Việt Nam nói chung, là kết quả của kiểu tuyên truyền chính trị ma mãnh của tuyên giáo Cộng sản nói riêng. Và tôi không cho rằng nhóm thanh thiếu niên ngu ngốc như Dương Đức Thịnh ở Việt Nam là hiếm đâu. Xin nêu một số đặc điểm của nền giáo dục này cũng như tuyên truyền của tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có liên quan đến sự kiện này. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ tâm xóa bỏ lịch sử không có lợi cho họ, xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến lịch sử của miền Nam Việt Nam. Các giá trị văn hóa, giáo dục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều bị phỉ báng, chà đạp. Lịch sử đã được bên thắng cuộc viết lại với lằn ranh ta, địch, quốc, cộng. Giáo dục của chế độ Cộng sản Việt Nam không dạy học sinh hướng thiện, nhân bản mà nhấn mạnh vào bạo lực với lý thuyết đấu tranh giai cấp. Vì cái lý thuyết này, con người trong xã hội thời Cộng sản được kích động qua hành vi bạo lực núp dưới những cái chiêu bài như là cách mạng triệt để, bạo lực cách mạng, dạy con người ta thù hận thay vì yêu thương. Chính vì ngụp lặn trong cái nền giáo dục đó đã khiến cho Dương Đức Thịnh nghĩ rằng việc làm của cậu ta là đúng đắn, là chính nghĩa, cho nên cậu ta hết sức tự tin để mà thực hiện nó. Xem lại sách giáo khoa thời Cộng sản, có thể thấy mối căm thù đã được đưa vào những trang sách để dạy học sinh như là làm toán bằng cách đếm xác lính Mỹ, hay cách tuyên truyền gọi địch thủ bằng thằng, bằng con. Thì cái hành động của Dương Đức Thịnh không có gì đáng ngạc nhiên, mà nó là kết quả tất yếu. Giáo dục dưới chế độ Cộng sản độc tôn, một quan điểm duy nhất, đó là quan điểm của đảng cầm quyền, và nó phủ nhận tất cả những ý kiến khác, phủ nhận cả những cộng đồng khác. Những con người thoát thai từ sản phẩm giáo dục Cộng sản khi tiếp xúc với xã hội dân chủ đa dạng ở phương Tây, hoặc là bối rối, nếu còn biết suy nghĩ, hoặc là dẫn đến những hành động què quặt và ngu xuẩn như hành động của Dương Đức Thịnh. Từ cái quan điểm đấu tranh giai cấp, con người trong chế độ Cộng sản không còn bị ràng buộc bởi một cái khung đạo đức nào mà chỉ nhằm đạt được đến mục đích bất kể phương tiện nào. Có thể suy đoán rằng hành động của Dương Đức Thịnh, theo suy nghĩ của cậu ta, sẽ ghi một dấu son vào lịch sử của mình trên con đường hoạn lộ sau này với Đảng Cộng sản. Quan điểm mục đích biện minh cho phương tiện của Đảng Cộng sản và cơ quan tuyên giáo tuyên truyền của nó dẫn đến hiện tượng quái dị trong vài năm qua là các video trên mạng xã hội chia sẻ tin vịt từ Mỹ. Dân chúng trong nước được phép xem một cách thoải mái vì những cái video này làm cho người dân Việt Nam hoài nghi nền dân chủ Mỹ. Trong khi đó, những ý kiến phản biện xã hội cũng qua video lại bị tuyên giáo kiểm duyệt gắt gao. Trong bài trả lời phỏng vấn BBC Việt ngữ nhân ngày 30 tháng 4, tiến sĩ Phương Nguyễn từ Mỹ cho biết ông được một tờ báo trong nước đề nghị viết về những người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trẻ đang gắng sức duy trì văn hóa của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Bài viết của ông tiến sĩ Phương Nguyễn không được đăng vì tờ báo Việt Nam nói rằng những người Việt trong bài này là những nhân vật nhạy cảm. Đó là sự không chấp nhận người khác của chế độ toàn trị và nền giáo dục tuyên truyền làm linh hồn của nó. Và đó là một linh hồn què quặt.